hiện là hồi xưa đó, ông Võ Thiên Gia đó, năm 1939, ông Võ Thiên Gia có quy với Đức Quỳnh Giáo Chủ, rồi ngài quy xong rồi thì ngài có thỉnh bốn cuốn giảng của Đức Thầy về đó tu hành. Rồi tới năm 1940 thì Đức Thầy bị người Pháp dời ra thành Sài Gòn đó quý vị. Thì ông Võ Thiên Gia và đồng đạo cũng ra ngoại thăm. Thì nói chuyện một lát xong thì Đức Thầy mới dòm tất cả tín đồ mà ngài nói. Ngài nói á, này người tín đồ Phật giáo hảo của tôi, phải cần làm năm điều này không thể thiếu. Đó, một là phải làm ăn, hai là phải lo cúng lại, ba là phải lo ăn chay giữ giới, bốn là phải lo niệm Phật, năm là phải lo làm lành. Năm điều này người tín đồ Phật giáo hảo không thể thiếu. Đó là trăm ngôn của thầy đã dạy như vậy. Thì... kính Đức Phật là kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên được là chú Chính để trao đổi đạo đức mà Đức Thầy có để trong thấm giảng chú Chính. Thầy nói là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa nay cũng khác xưa rồi. Đó là như thế nào? Nắng mưa là bây giờ khác xưa là như thế nào chú Chính? Mong chú Chính trình giải cho em cháu hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thân ái kính chào tất cả đồng đạo nam nữ xa gần trong nước và nước thân mến. Cũng hổm đài rồi, hôm Tết tới giờ rồi tôi cũng không có duyên lành gặp lại là chú Tâm. Hôm nay cũng cái chuyến đường tôi đi về rồi chú ở dưới lên, thành ra cũng hợp cơ mà gặp với nhau, đó là cái duyên lành. Thành ra chú cũng nói nhờ tôi chia sẻ, lâu gặp quá rồi cũng nhờ tôi chia sẻ qua phần giáo lý của Đức Thầy, Đức Phật Đức Thầy. Chia sẻ chú vài chục phút vì thời gian Tết tới giờ là không có quay chú đó chú. Dạ. Không có gặp chú, bây giờ có duyên lành rồi thì tôi cũng chấp nhận là chú là cũng là lên nói về chia sẻ về đạo giáo lý của Đức Thầy Đức Phật vài mươi phút. Xin trước khi nói thì cũng nhờ bà con đồng đạo trong nước và nước và những cái bậc cao minh cao đồ của tổ thầy cũng chăm chế và tha thứ những cái lời nào có nói mà chưa có sáng ý hung thì nhờ quý vị bố chính giùm. Điều đó là thành thật mang ơn các vị. Kính thưa bà con và đồng đạo, thì chú Tâm có hỏi qua cái lời giảng của Đức Thầy có dạy trong giáo lý Thầy đã tiên tri cho mình biết trước. Thầy nói là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác chưa rồi, nay khổ lao khó đứng không ngồi. Thì thầy cho biết là cái thời kỳ này đó là cái mưa nắng và gió máy nó không có thuận thời tiết. Như vậy đó thì Đức Thầy mới nói thêm là khổ lao là sắp đến nơi đó, sắp đến nơi. Thế gian bất miễn cứ mời khỏi âm, dù cho có ở xa xăm cũng rà ráng tới giếng thăm dương trần. Rồi ngài cho biết là khổ nè, ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Đó là cái khổ là về bệnh đó quý vị ơi. Đó à, trời giông gió xá gì mùa xá tiết. Vì hồi xưa đó thì mùa nào mùa nào á, mùa xuân thì gió xuân, mùa hạ thì mùa hạ, mùa thu thì gió thu, mùa đông thì gió đông. Nhưng mà bây giờ thời tiết nó đi lạng sạng hết đó. Mà ông sư giải Bác Khoai ông cũng nói nè, đời đà tận thế vậy mà mùa nam gió bắc đông mà gió tây, thấy không? Ông sư giải cũng nói đó, mùa nam thì mà gió nam mới phải chứ, mà mùa gió nam mà nó thổi gió bắc, đông mà gió tây đó. Ông cho biết thêm nữa là mái trời nay đã đổi thay, công danh có một khổ này mà thôi đó. Ông chỉ là cái thời kỳ nó là nó gió máy nó không còn thuận mùa thuận tiết, rồi cái chuyện là làm ăn của bà con đó nó cũng bị nữa. Bởi vì nếu mà không thuận thụ mùa thuận tiết rồi cây cối nó cũng bệnh, thấy không? Cây cối nó cũng bệnh rồi, chẳng những cây cối nó bệnh đó, rồi là bà con nào bằng rẫy bái lúa thóc đó bà con biết bây giờ xịt là có thể là gấp đôi hơn cái thời kỳ là mấy chục năm trước đó. Gió máy nó không thay đổi, nó không thuận muộn tiết rồi xanh cây xanh ra bệnh hoạn, rồi là xịt thuốc nhiều, thành ra cái
cái vốn liếng nó nhiều, thành ra khi lời khi ít lời nó. Rồi chẳng những mà cái thời tiết nó thay đổi như vậy, nó không thuận mùa đó, rồi chẳng những cái cây bệnh mà lại súc vật cũng bệnh luôn, nó như gia súc gia cầm, gà vịt heo rồi đó, đó cũng như cái thời gian trước mấy chục năm rồi trước đó, cá với sông mà còn bệnh đó. còn là nổi ghẻ đó, đó nguyên năm đó là nổi ghẻ, thứ cá này gì cũng bị hết đó, là cũng bị gì gió máy đó. Nó thay đổi rồi cái mùa tiết không thuận đó, rồi sanh ra cây có bệnh, rồi súc vật cũng chết, rồi cá với sông rồi nó cũng nổi ghẻ, nổi chóc hết trơn quý vị ơi đó. Rồi như vậy là con người mình cũng bị luôn, bởi vì cái thời tiết cái từng ozone nó mỏng rồi, rồi á là cái nắng cực đoan là nắng gắt, mà lại á, là cái thời tiết nó nắng gắt thì thành ra đó, cái ống khắc nghiệt quá, rồi mình hít vô rồi nó sanh ra bệnh hoạn. Mà cái nước gì năm ngoái tôi có nói lên đài một lần, nói lên mạng một lần, là cái nước gì ở ngoài đó nó bị nắng 42 độ đó, nghĩa là đi sân sẵn rồi vậy là ngã ngang chết, một ngày là 40-50 người như vậy đó. Đó một thời gian đó là cái nắng ngoài nước đó đó, ngoài vùng châu Mỹ, thành ra tôi có nghe đài nó báo năm đó nắng 42 độ là người ta đi trong đồng về là ngã ngang chết, quá nắng rồi. Ta mẩn nổi tôi đi về, nhưng mà còn bị nhức đầu căng là thần kinh, rồi là ngã ngang rồi chết, là một ngày vậy là chết 40-50 người, 30-40 người đó. Là năm ngoái nó có cái thời gian đó thời tiết khắc nghiệt gì đó, rồi khoa học cũng cho mình biết là cái thời gian cái bắc cực á ha, bắc cái tiết bắc cực á, bây giờ bị thời gian cực đang nóng quá rồi bắc cực nó cũng tan đó. Đó cái tiết bắc cực nó cũng tan qua, mà bây giờ khoa học nó đoán còn rầm đó, nó 20 năm nữa là nước mới dâng lên, nhưng mà rốt cuộc rồi bây giờ là nước nó dâng sớm hơn cái lời nó dự đoán đó, bị bắc cực ở ngoài nắng nóng cực đang nóng quá, bây giờ băng nghe cái tiết mà bắc cực cũng tan rồi nữa đó. Thành ra cái thời kỳ này á, thời kỳ em Phật nói là bởi đức thầy nó khổ lao đã sắp đến nơi đó, bị vậy con người mình mới sinh ra bệnh hoạn là mới khổ, thấy không? Rồi là ngài còn nói là ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh đó. Bà con á, là ổng nói là cái chuyện á, bà con á, mà đức thầy cũng có dặn đấy, thầy nói gì là ăn nói nó đang chọn lời nè, tín đồ cùng các chư tăng từ đây đến sắp đến nó đang chọn lời đó, là mình phải nói chuyện là hiền lành hòa nhã với mọi người, đừng có nên chửi thốt trong gia đình vợ chồng con cái, có gì mình từ từ nói nhẹ nhau, nhỏ nhẹ trao, đừng nên thề thốt, đừng nên mắng chữ, đừng nên rủa xả đó. Mà cái chỗ này đó, cái đường bà là hay bị nè, mà đức thầy có nói đó, đường bà rồi là chữ con làm sai trật, rồi chữ mắng chữ, rồi rủa xả này kia đó, rồi còn nhiều khi á cái ngũ hành ta đi qua ngang, tới lúc mà ta đi qua rủa xả vậy là có khi nguy hiểm nữa nghe quý vị đó. Mà đức thầy cũng dặn mình trước rồi, nhưng mà mình quên. Đức thầy có nói đó, những câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc giáo con, tự kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt mắt ăn tay ách đó. Cái chuyện mình giận con cái mình rủa xả ha, kêu thánh thần rồi sai khiến thánh thần rủa xả, còn mắng chữ dịch ôn này kia đủ thứ đó. Như giảng sư giải bác khoai cũng có nói vụ đó, khuyên bà con nên cái gì con cháu mình dạy nó dỗ đó thôi, chứ đừng có rủa xả, rồi khi mà ngũ hành đi ngang mà nghe mình cái rồi như vậy đó, rồi người ta là giật cái là con cháu mình nó bệnh hoạn, nó khổ sở lắm. Mà cái bệnh này nè, bà đó bà rủa con bà đó, bà rủa hợp bá đéo mày đó đó, định rồi cái chở lên đức thầy, chị không được rồi chở lên đức thầy, lại với thầy coi, rồi cái đức thầy nói thôi mấy là chị cho người đó. Mà cái khiêu ông già bà già nói cái này là cũng nơi bà nè, tôi hỏi nó hô tại bà gả con bà cho tôi cho nó, là kia hà bá đéo mày đó, chữ vậy đó, rồi hà bá đi ngang rồi người ta nhập cho nó luôn đó, rồi mới trở lại đức thầy cứu. Rồi đức thầy mới hỏi cái đây nè, tôi hỏi nó hô là bà gả con cho nó mới nhập vô xác, nó mới ở với con bà đó. Thành ra cái chỗ đó cũng một cái sự hà lợi hại của mình nha bà con,
mình rủa xã mà ngay chân cái giờ người ta đi rồi đó là người ta vô ở nhập vô xác con mình đó. Nó rồi đức thầy mấy chị bệnh cho hết rồi biểu đây cho tới quá. Bà già giặt lời nói đừng có mắng chửi con cái nữa. Nó thành ra cũng mà thầy cũng dặn nói khi xuất ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích đát hoài ương đeo đắm. Tích là gì? Tích là chứa, thiện tức là mình nói thiện chứa điều thiện, điều lành thì thường có phước dư. Tích ác, tích là chứa, ác là nói lời ác, làm chuyện ác thì quả ương đeo đắm. Đó, phải không? Thành ra bây giờ trong cuộc sống mình á, sống bây giờ cũng ráng ăn chay niệm Phật làm lành bà con ơi. Chứ bây giờ á là cái cảnh đời nó cũng thoảng mỏn quá rồi. Thành ra khuyên bà con hãy ráng là sửa đổi tâm tánh tu hành. Bây giờ ở đây á, hôm nay gặp chú rồi tôi cũng xin chia sẻ qua một đoạn mà Đức Phật Thầy Tây An. Nghe là Ngài mới nói một đoạn là cho chúng sanh hiểu biết cái sự mà khổ sở sau này là từ bên sông trước dàm nao đó xuống qua làm sao xuống tới mặt dưng vô tới láng ông tà đó và châu đốc đó. Bà con này bữa nay nghe cái clip tôi nói đây là cũng là đọc lên giảng kinh của Đức Phật Thầy Tây An để bà con nghe, để bà con sửa đổi tâm tánh tu hành. Nếu không tu thì sau này mới vướng ba cái tai nạn này, khổ lắm bà con ơi. Tôi xin đọc qua phốc phớt qua lời Đức Phật Thầy Tây An. Là Đức Phật Thầy An có dạy nè: trai gái ôi đáng gìn lòng đạo, kể từ đây nhiều đạo rất linh. Ráng nghĩ suy cho rõ kệ kinh, lời chân chánh nghe qua sửa cài. Ta xuống thế là vì thương tất cả, bấy lâu nay dày giả quân thần. Tưởng nhớ Phật sớm trưa cần lại, để đến việc thất sơn biến cải, qua phép tài thay chết hằng hà. Đến chừng đó con lại lạc cha, qua phép tài đến chừng có con lại lạc cha, khắp bốn phía khói bay dần vũ. Chừng lập hội có thầy giáo chủ, giặc chiến tranh dây phủ trùng trùng. Đức Quan Âm đứng giữa không trung, qua phép thần cho trong quan cựu. Đặng diều dắt tín đồ giáo chủ, kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan. Sao Đức Thầy cảnh Phật Tây An, miền bốn láng ngày sau vui đẹp. Rồi Ngài chỉ cho mình biết cái tai nạn khổ sở chúng sanh không có tu sau này sẽ bị như thế này. Thì tôi đọc bà con là nghe rồi bà con hiểu à. Ngài nói là bên sông trước có nhiều loại cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ. Đường dàm nao sao lại khó đi, thư ca lớn nó nuốt người hung bạo. Chừng biến chuyển hung hăng nuốt rau, các cù lao sụp hết ầm ĩ. Đó, đến đây xin chia sẻ với bà con chút là gì? Phật Thầy có nói chừng hỗn chiến có thầy giáo chủ, là chừng có thầy giáo chủ là Đức Quỳnh giáo chủ là thầy của mình đó quý vị. Chừng hỗn chiến có thầy giáo chủ, giặc chiến tranh dây phủ trùng trùng. Đó, lúc đó là giặc chiến tranh dây phủ trùng trùng, mà Đức Quan Âm mới đứng giữa không trung, mới quá phép thần cho trăm quan cụ. Quá phép thần chặn giặc lại cho trong quân cụ diều dắt tín đồ giáo chủ. Đó,
nhờ Đức Quan Âm là quá phép thần trận là lắm giặc lợi rồi cho là chư thần á mới dẫn cái tín đồ giáo chủ tín đồ là hiền lành á để đi lánh nạn đó. Qua phép thần cho trong quan cầu đặng diều dắt tín đồ giáo chủ đó, đặng diều dắt tín đồ giáo chủ là tín đồ Phật giáo hảo, là những người nào hiền lành đó cái gì mới được cái là chư thần ra là quan cụ để dắt để lánh nạn. Chứ chừng đó mà không có chư thần dắt rồi đó hả là chết đã trơn không có còn đó, chiến tranh mà bom đạn nó thảy mà làm sao mà sống nổi. Thành ra cái ngự tu á thì nhờ chư thần dắt qua mới khỏi đó. Chia sẻ bà con có phớt chỗ này một chút. Kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan, sao đức thầy cảnh Phật Tây An, miền bốn láng ngày sau vui đẹp. Bên sông trước có nhiều loại cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ, đường dàm nao sao lại khó đi. Kính thưa quý vị, xin chia sẻ phước phất quý vị, đường là dàm nao sao lại khó đi. Là thời gian Đức Thầy còn ở tại Đô Rình đó, Đức Thầy có gặp ông Út, qua nhà ông Út chơi rồi Đức Thầy mới nói là sau này tôi sẽ vắng mặt tín đồ tôi một thời gian, nhưng mà không có ai biết tôi ở đâu hết á. Rồi ông Út mới hỏi thầy vắng mặt chừng nào thầy về không thầy? Thầy nói tôi về chứ, nhưng mà thời gian lâu tôi mới về. Nhưng mà tới chừng á, tôi về rồi đó, là tôi về có 7 ngày là tôi đi nữa. Đức ông mới hỏi vậy chứ sao thầy về rồi mà thầy đi mau quá vậy thầy? Thầy nói tôi về đó thì các tín đồ á, tôi tưởng tôi vắng mặt đó, tạm vắng mặt mà các tín đồ tôi tưởng tôi chết xong à, rồi mới bỏ theo tôn giáo khác, đạo khác. Chừng tôi về rồi đó, nó qua gặp tôi rồi đó, tức mình là nó đập đầu trong cái dừa. Đó, tức là vừa chết đó. Đó, thấy ngày về là y nguyên cái xác cũ, cũng trẻ trung y đang vậy. Bởi vì thầy có dặn nói với Đức ông mà, ông cả. Nửa sau tôi về đó, tôi vắng mặt thời gian tôi về, mà tôi về á là tôi về tại chỗ này nè. Là tại bộ ngựa của Đức ông là giữa nhà đó. Đức thầy mới gõ bộ ngựa, tôi về là tôi ngồi tại đây nè. Ai đồn tôi trước cửa ông cũng đừng tin, ông ai đồn tôi về sau hè ông cũng đừng tin. Tôi về là tôi về tại giữa nhà tôi ngồi tại đây nè. Bởi vì Đức thầy mới viết cái câu là chừng nào thầy lại gia trung thì trong bốn đạo bóng tùng phủ che. Chứ gia là gì? Gia là nhà, trung là gì? Trung là giữa, tức là giữa nhà. Đó, thì trong bốn đạo bóng tùng phủ che là cái trong bốn đạo á bóng tùng phủ che. Là cây tùng này nói tượng trưng cho người quân tử, cái đường người đại trưng phu. Ý nói cái ngày thầy về rồi đó là chúng sanh khởi một cái bệnh dịch chết dữ lắm, thầy về đặng thầy cứu chúng sanh đó. Rồi là chừng nữa đem lưu máy đầm ra đó, rồi múc nước cho thầy là rưới đụng ai chết hết nấy, đụng ai hết nấy, không có còn bệnh nữa đó. Rồi là các tín đồ rồi, nghĩa là đô lỗ xô qua bển ra đâm nghẹt hết trơn đó. Rồi thầy cứu á, rồi lúc đó đó, rồi thầy ông Út nói rồi thầy đi nữa không thầy, nói ta vắng mặt về 7 ngày là ta về để chư thần đem sổ gom sổ lại nạp cho ta. Ai lúc ta vắng mặt là ta thử tín đồ ta, thử con người nào trung tín với đạo, người nào nghe lời tổ thầy mà ráng hết lòng ăn chay niệm Phật tu hành thì mấy người đó mới còn. Còn mấy người mà theo đạo khác, mấy người mà là bỏ đạo không tu, mấy người mà tu mà hơ hà đó, thì nữa mấy người đó không còn. Rồi á chư thần về đem sổ cho đạp cho tôi, rồi tôi là coi cuốn nào cuốn nấy tậu về cộm gì nè. Đó, đó là thầy nói với Đức ông ha. Đó. Rồi ông Út mới hỏi vậy chứ tại sao thầy về có thầy nhắc vắng mặt lâu quá mà sao thầy về có 7 bữa thầy đi nữa thầy? Nói tại vì đây là cũng có sứ mạng. Nếu mà 7 bữa nữa là thời gian tôi vắng mặt để cho ông nè, ông năm trèo, ông chúng sanh trả quả cho ông năm trèo.
Bởi vì ông Trump trèo nổi lên là ăn những người hung. Mà tôi ở đây đó là tín đồ, tôi bị ông Trump trèo ăn thịt, tôi không cứu sao? Ha? Tôi buộc lòng, tôi đau lòng, tôi phải cứu. Cứu thì mang cái lệnh với trời. Thành ra tôi tạm vắng mặt một thời gian. Chừng nào ông Năm trèo mà ăn thịt chúng sanh á, người là người hung hết, chừng đó tôi mới về. Đó, tôi về tôi mới thông Năm trèo. Đó, thì là lúc đó đó thì thời gian đó thầy mới về. Đó, khi là ông Năm trèo nổi lên đó, bởi vậy Đức Phật thầy mới tiên tri nè, đường dầm nao sao lại khó đi nè. Thấy không? Thứ cá lớn hút người không bảo, rồi đường nằm dàm nao sao lại khó đi. Lúc đó là một tiếng sấm nổ lên, là ông Năm trèo giật mình, ông cửa quậy á, là cuộc lao sụp, rồi ông mới nổ lên. Thì tức lúc đó là đường dàm nao sao lại khó đi, là ông nổ lên là người là hung ông quốc hết trơn, ông ăn hết. Đó, còn người nào hiền á thì chư thần cho qua. Lúc đó có chư thần chú chặn ngang. Người nào hung á thì là bây giờ không phải ông Năm trèo ăn trong nước mình thôi, mà ăn cả người hung và ngoài thế giới cũng vẫn có cái số ông Năm trèo ăn, chư thần cũng đưa về đây cho ông ăn nữa, chứ không phải nói chơi đâu. Có nhiều người nghe tôi nói mà không tin, bây giờ tôi thử tôi nói cái mẫu chuyện này còn bà con có tin hay không. Bây giờ đó, lúc đó, Đức thầy còn ở tại Tổ Đình, bữa nọ Đức thầy mới đi thuyết pháp với nhà ông Cao Mười. Rồi Đức Phật thầy với anh em đồng đạo khoảng đâu 10 người. Rồi một số đi trước cũng 5-3 người. Một số đi sau cũng 5-7 người. Rồi có số đi trước đó, tới giờ cái bến đò là Dàm Nao đó, bến đò chỗ chợ Mỹ Hội đó, thì mới dừng lại đó đang đợi thầy lại. Thì mấy 3-4 ông này mới dòm qua cái cô đàn ác á, mới chỉ nói chuyện cái gì bệnh á. Thì được chút xíu gì thì Đức thầy đi là tới. Rồi Đức thầy mới hỏi vậy chứ mấy ông nãy giờ nói cái gì đó. Rồi Đức thầy mới nói tiếp: tôi cho mấy ông hay nha, ông Năm trèo nữa sao là xích lường tại đây đó, thì á mình đổ cái lời nói của Đức thầy coi. Ông Năm trèo xích lường tại đây thì cái bề ngang á đó, qua của mà bến Bình Thủy đó 500-700 thước cái sông đó, đó bề ngang á. Rồi á là trải dài từ bến đò mới hỏi mà xuống tới còn bà Hòa ở dưới mà chợ Tam Buôn đó. Đó, chú đội có phải 10 cái số, 10 mấy cái số gì không? Từ đó mà chạy dài xuống. Chứ cái cột bà Hòa gì dưới đó. Đó, từ 10 cái số, 10 mấy cái số. Rồi ổng dài như vậy đó. Rồi hỏi vậy chứ ổng xích lượng tại chỗ đó thì cái bề ngang cái sông đó là 500-700 thước. Mà hô ổng còn xích lượng tại đó là ổng mắc cạn đó. Thì bà con thấy ông Năm trèo cỡ nào? Đó dài 10 cả 10 cái số, 10 mấy cái số vậy đó. Rồi ổng nuốt bao nhiêu người? Thấy không? Đó. Rồi Đức thầy còn nói cái này nữa nè, mình đổ cái nữa nè. Đức thầy nói với Đức ông đó, ông Năm trèo nữa đó, cái mép họng của ông á nằm ở dưới mấy sông, mà cái mỏm họng của đó ổng á là trên nửa cho đình đó, là ông biết bao xa không? Mấy chục thước từ cái mép họng ông á, khóe họng ông đó là tới cái mỏm họng đó là tới giữa cho đình đó, là ông biết qua cái lỗ luôn. Thì không biết là ông Năm trèo bao lớn rồi đó. Còn thành ra cái số mà người ăn ông Năm trèo á thì chạy đâu không khỏi chư thần dục về đó cho ăn à, đâu về đó cho ăn hả? Là hung thì là tới ngày giờ thì chư thần đem về, không phải ăn nước Việt Nam mình mà ăn ở ngoài nữa, các nước ngoài hung thì cũng ăn luôn đó. Rồi đó đó thì tới đó rồi đó thì là chư người nào hiền thì chư thần cho qua đó. Rồi bây giờ mình đọc thêm một phút nữa thành đó. Bây giờ đến lúc đó đó thì cái mấy đường dầm nao sao lại khó đi đó. Khó đi là gì? Nghĩa là ông Năm trèo nổi lên rồi thì có chư thần giữ rồi, những cái số nào mà bị là có cái ông Năm trèo ăn thì chư thần đem ra đó ăn. Rồi cũng như đầu tu hiền đó thì chư thần cho qua đó. Rồi đó thì mới dài xuống là Mặc Dưng. Mà tôi xin đọc một khúc này của giảng Phật Tài Thế An nói rồi bà con là nghe rồi bà con hiểu. Thư ca lớn nuốt người hung bạo, trần biến chuyển hung hăng nuốt rau, các cù lao sụp hết ầm mì, cửa Mặc Dưng sao lại khó đi, Phật
mới lập tiểu tiểu tràng an dạy đào. Trong hang tra đóng đồn tra khảo, ghe nối đuôi tới láng ông người ta. Thương nhân thành ke khóc người la, đến chừng đó mới bỏ ghe lội bộ. Thương con nít càng lao càng khổ, mẹ khóc con nước mắt rưng rưng. Cái cảnh này đau khổ nha quý vị. Vật vã chiến tranh rồi đó là cha mẹ ẵm con đi, rồi đó là người ẵm con, người lôi kéo con rồi chạy với nhau, té đuổi với nhau lớp, rồi vật vã sao nó đuổi tới, sau lưng giật tiếng súng giật tràn đuổi theo, pha lẫn tiếng con kêu khóc mẹ. Mà bên đường nhiều kẻ thác quan, trong giàu phách lạc hồn tan, thấy người rồ rại nghĩ sang đến mình. Nghĩa quý vị thấy người ta có vậy thì sau này mình không biết có vậy không. Nếu mình không muốn có vậy, mình ráng lo tu hành làm lành lánh dữ đi thì mới khỏi ngang quý vị. Đây là lời cũng chân thành, thật chân thành để khuyên quý vị tu hành thôi. Rồi thầy nói thêm nè, thầy nói là thương nhân sanh kẻ khóc người la, đến chừng đó mới bỏ ghe lội bộ. Thương con nít càng lao càng khổ, mẹ là con nước mắt rưng rưng. Rồi cấp này đó, thấy cảnh khổ như này đó, khổ sở như vậy đó, rồi thầy mới nói lên năm gian nè. Trên năm gian lửa cháy từng bừng, thương thầy chú cậu cô áo mết, là mấy người không có tu hành đó. Đến chừng đó mới kéo la kéo lết, còn chi đâu áo mết dở dày. Rồi mới nói nữa, thảm thương thay châu đốc nạn tay, đến chừng đó mới dĩ thành vô thị. Đến chừng đó đó là châu đốc bị nạn tay, là nạn tay gì, nạn tay chiến tranh quý vị ơi. Rồi là tới chừng đó mới dĩ thành vô thị. Dĩ thành là có thành, vô thị là không có chợ. Có chợ mà không có nhóm, bị gì lo đó là chiến tranh chạy giặc giả, là đâu có ai mà nhóm chợ nữa quý vị. Đó mà nó mới nói là dĩ thành vô thị. Sau châu đốc mặt tiền sử bỉ, trong nhà hàng thiên, trong nhà bàn thiên hạ đến đông. Đó, đến đó đó thì là trong nhà bàn thiên hạ đến đông lắm, đến đông đó. Nhưng mà sau này á cũng bị cái tai nạn ở trong nhà bàn, cũng chết dữ lắm quý vị ơi. Đó, Phật cũng có tỏ tường cho mình một phút đó. Bây giờ đó đó, bây giờ đó là đó rồi á, đi dài vô cái nhà bàn đó mà ông là cậu hai tên sĩ cũng có kể cho mình biết. Tới khi đó đó là có một là con chim đó nó nổi lên đó, rồi cậu hai tên sĩ cũng nói cho mình biết để mình là sợ, để mình gắn gỗ sáng sức tu hành. Tới chừng đó thời kỳ đó thì sẽ có con chim đó. Cậu hai có nói là mẹ đấy con, kìa trên chốt núi có con chim đã nổi từ lâu, đến chừng khi có thấm máu vào nó mới dùng dãy lớn lao bay khắp. Mẹ đấy con, một lần nó gấp ngàn muôn người cũng được như thường. Mỗi lần cánh nó phô trương hoạt trương, nhà cửa sập phố phường tan nát. Đó, tới cảnh trong nhà bàn là con chim két nó quá lên, là một con là chim quá bự đó quý vị ơi, để mà nó hại những người là hung dữ đó. Đó, còn cái người hiền lương á thì là có gặp tai nạn thì Phật cứu đó. Bởi vậy kinh Phật mới nói giảng xưa Phật cũng nói người hiền Phật cứu khỏi tai, kẻ hung theo lực trả vai từng quần. Đó, mình làm ác thì tới đó là mình hưởng cái ác Phật cứu được, mà người làm hiền cả ác trùng thiện làm hiền thì nữa sau có Phật cứu đó. Qua lời di ngôn tiên tri bất phớt, bởi vì thời gian không có ngạn, bởi vì chưa cũng còn khúc nữa, mà bây giờ nói qua cái vụ con trai đi, chứ còn vô nước cấm lận. Nhưng mà bất phớt chút đây thôi, mới qua nói về cái vấn đề ăn chay đó. Tu hành khuyên bà con thức tỉnh ăn chay, niệm Phật làm lành cúng lại. Mà cái giảng này cậu hai cũng nói lên cho mình biết cái thời kỳ này phải ăn chay là mới tu hành, mới là kết quả nghe quý vị. Mà cậu hai cậu có nói đó là khuyên trường trai, thời mạt pháp chiến tranh nguyên tử
phải trường trai lánh dữ mới yên. Ai là cháu Phật con tiên, nghiêm si lời cậu giải khuyên sẽ tường. Cậu hai ban rải tình thương, khuyên người cố gắng tường dưa hỏi này. Lòng dân mới được sum dày, xác thân tinh khiết hội này mới kham. Ai là con cháu nhà Nam, hãy mau bỏ biệt lòng tham từ rày. Nguyện cầu sám hối trường trai, tinh thần đạo đức mới thắng rày muôn binh. Ăn chay là thuốc thiên linh, phóng xạ nguyên tử thân hình lánh xa. Xin chia sẻ với bà con chú này chút. Cái người ăn chay 3 năm sắp lên là nguyên tử không phóng xạ vô mình được. Đó, ăn chay 3 năm thì cái xác thân mình, cái máu mình là máu thanh này quý vị ơi. Cái máu mình nó đỏ vợt, mà nó vợt hơn cái ngự mặn là máu đặc ha, mà lại máu đậm. Còn người ăn chay 3 năm rồi cái máu nó loãng ra mà máu nó vợt. Đó, chứng tỏ là cái đó là cái máu mình thanh rồi đó quý vị. Thành ra bơm nguyên tử mới lăn thân hình mới lánh xa. Đó là câu hai có chia sẻ nói cho mình biết vậy đó. Từ đây từ nay khắp cả ta bà, nàng tài máu lửa kỳ ba dập dồn. Đầy đường thấy trắng người chôn, xương chất thành núi máu tồn biển đông. Đó là luật của quá công, luật của lát quá công là luật của trời đó quý vị. Bị mình làm cái chuyện hung dữ bây giờ phải trả quả là vậy đó quý vị ơi. Đó là luật quá công, bị thời gian không có tôi sẽ bất phát thôi. Lưới trời kẻ ác khó hồng thoát qua, ai người hiểu rộng biết xa, ai người tri thức gần xa suy tường. Ai ôi cố gắng giữa tương, để rồi sống cảnh thiên đường trần gian. Những ai muốn sống bình an, đừng vì miếng béo giết đàn em thơ. Hết chi mạng sống yếu hèn, ăn chi cá thịt tanh hôi bớ trần. Vì ăn mà mất lòng nhân, đào sâu hố nghiệp chôn lần xác ta. Đây là sàn sái kỳ ba, hãy mau bỏ biệt tâm tà bớ dân. Ai mà thắng được tham sân, bỏ biệt thịt cá thì gần Phật tiên. Từ nay khổ não triền miên, cũng vì thịt cá hai miền tương tranh. Vô thường của nọ hối tanh, ngoài kia thế sự tranh giành làm chi. Sao bằng niệm Phật từ bi, trường trai giữ giới Phật thì cứu cho. Người người sống cảnh ấm no, hưởng đời thượng cổ mà khỏi lo khỏi buồn. Đời này chỉ mình treo chuông, ngày mai nó đứt nó tuôn một giờ. Ba già lâm đổi hững hờ, cậu hai đâu nỡ làm ngơ cho đành. Tìm đường dẫn dắt nhân sanh, ăn chay niệm Phật tìm đường cho mau. Bây giờ sống cảnh tương rau, ngày xa nay bí cực ngày sau sum dày. Ăn chay giữ hội rồng mây, còn ăn thịt cá hội này ra ma. Mười phần hết bảy còn ba, hết hai còn một mới ra thấy bình. Chiến tranh Nga Mỹ chống kình, gây nên máu lửa dân tình loạn ly.
đạo đức bác ấy từ bi, cứu độ con Phật về quy một nhà. Kính thưa quý vị, nói về cậu hai nói về cái vụ mà ăn chay niệm Phật làm lành. Ở đây trong kinh á, Phật cũng có dạy như sau: ăn chay tỏ dạ từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta, tai nghe tiếng chúng khóc la, nỡ nào cắt cổ lột da cho đành. Mấy điều Phật cấm sát sanh, khỏi mắt qua bao lòng lành được tăng, lục căn thô lỗ làm ăn, nghĩ suy cho cạn mới hằng dùng chay. Còn đức thầy mình nó có dạy đó quý vị: tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo luôn hiền biết niệm Di Đà, thì mai sau thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiền nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiền của thanh. Kính thưa quý vị, vì thời giờ không có hạn, thành ra không có chia sẻ với bà con nhiều, chỉ đọc qua cái văn chánh của đức thầy mà thôi. Tương rau giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ hai phân. Còn đây, nếu mình ăn chay thì tới cái lễ cúng kiến ông bà cha mẹ mình cũng là cúng chay luôn, mới đúng tinh thần của Đức Phật ngày xưa mà Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh Vị Tàng Hữu. Một phút sau đây mời quý vị cùng tôi đọc quý vị nghe lời của Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: dù cho cha mẹ qua đời, trăm năm mang số vậy thời chớ sai, thành lòng thì cúng cơm chay, chớ nên sát hại những loài thú kia. Dối rằng nói cúng rồi chia, và đành phủ tội đổ thừa mẹ cha. Mình ăn sướng miệng âu ca, dòng linh cha mẹ phải xa đã đài. Ấy là bất hiếu lắm thay, đừng để kẻ chết đắng cay thảm sầu. Chết rồi ăn có được đâu, hãy nên suy xét cho sâu mới là. Đừng theo kẻ ngoài đạo tà, sát sanh hay vật cúng mà tổ tiên. Rồi ấy là tạo sợ thích thiền, cốt kìm cha mẹ dưới miền Diêm La. Hành hạ đau đớn xót xa, khuyên người thương xót với cha mẹ cùng. Ấy là bất nghĩa hiếu trung, hoàng hoàng tương báo chẳng dung cho người. Cây lành mọc nhánh đâm, cây lành mọc nhánh trời tươi. Nhân sinh bất sát mới là thiện nhân. Kính thưa quý vị, xin giải một câu sau này. Một câu sau này là nói theo là ý Nho đó quý vị. Nhân sinh tức là nhân là người, sinh là sống, bất sát tức là không có giết, mới là thiện nhân, mới là người hiền. Đó nó giải một khúc một câu Nho của là Phật Thích Ca nói đó. Rồi đến qua Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài là dạy đạo cứu đời năm 1939, ngài cũng dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của ngài là cúng chay, cũng có viết 8 câu thơ dưới đây dạy khuyên cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cúng chay. Ngài mới dạy là: quái đơm cúng tế lễ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ thác cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đáy lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Đó, kính thưa quý vị, đó là phần ăn chay. Khuyên chay niệm Phật làm lành là sửa tâm sửa tánh. Mà giảng xưa cũng nói,
tu mau khéo trễ người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi. Công danh phu quý cuộc đời là tuồng áo anh giấc mơ mau tàn. Tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi đây tách biệt dương trần, hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu. Chi bằng thức tỉnh tu mau, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Mau mau mà nhẹ bước xuống thoàn, đò chiều chiên chót rước toàn người tu. Kính thưa quý vị, nói về người ăn chay thì nếu mà bà con nào được ăn chay trường thì có duyên với 30 vị vừa Phật vừa Bồ Tát là 30 vị đó, mà tôi xin kể ra đây là các hàm danh của Đức Phật và Bồ Tát kết duyên với chúng sanh gọi là ngày duyên nhật đó. Ngày mùng 1 là ai ăn chay ngày mùng 1 là có duyên với Đức Phật Định Quang Vương Phật. Ngày mùng 2 có nhân duyên với Đức Phật Nhiên Đăng Cổ Phật. Ngày mùng 3 là có duyên đăng với Đức Đa Bủ Phật. Ngày mùng 4 Đức A Bệ A Xúc Bệ Phật. Ngày mùng 5 là Di Lạc Bồ Tát. Ngày mùng 6 là Đức Nhị Văn Nhị Dạng Đẳng Phật. Ngày mùng 7 là Đức Tam Dạng Đăng Phật. Ngày mùng 8 là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Ngày mùng 9 là Đức Đại Thông Trí Thắng Phật. Ngày mùng 10 Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Ngày 11 Đức Quang Hỷ Phật. Ngày 12 Đức Nang Thắng Phật. Ngày 13 Đức Hư Không Tạng Bồ Tát. Ngày 14 là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Ngày rằm là Đức Phật Tổ A Di Đà đó. Ngày 16 là Đức Đà Ra Ni Bồ Tát. Ngày 17 là Long Thọ Bồ Tát. Ngày 18 là Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngày 19 là Đại Nhật Quang Bồ Tát. Ngày 20 là Đức Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngày 21 là Đức Vô Tận Ý Bồ Tát. Ngày 22 là Đức Thí Vô Quý Bồ Tát. Ngày 23 Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày 24 Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 25 Đức Phật Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngày 26 là Đức Dược Thượng Bồ Tát. Ngày 27 là Đức Tỳ Lư Già Na Phật. Ngày 28 là Đức Đại Nhật Phật. Ngày 29 là Đức Dược Vương Bồ Tát. Ngày 30 là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Đó, như vậy đó, quý vị đoạn cha trường là kết duyên 30 ngày là 30 vị, vừa Phật Bồ Tát là 30 vị. Đó, kết duyên lành với Phật Bồ Tát là 30 vị. Ngày nào cũng có cái duyên lành với các vị đó. Thì mấy vị ăn chay thì có duyên lành như vậy á. Rồi làm đúng theo kinh Phật thì các vị Bồ Phật, các vị Bồ Tát đầy đủ quý vị được sáng suốt, được minh mẫn và được tinh tấn tu hành. Đó. Đó, bây giờ tôi xin chia sẻ đó, cái người mà tu hành đó là phải cải sửa tâm tánh hiền lành, làm những chuyện đúng đắn ngay thẳng chân thật, mà còn ăn chay mà còn lại phải niệm Phật nữa quý vị ơi. Đó, xin nhắc cho quý vị một câu với một cái mẫu chuyện. Là hồi xưa đó, ông Võ Thiên Gia đó, năm 1939, ông Võ Thiên Gia có quy y với Đức Huỳnh Giáo Chủ. Rồi ngài quy y xong rồi thì ngài có thỉnh 4 cuốn giảng của Đức Thầy về đó tu hành. Rồi tới năm 1940 thì Đức Thầy bị người Pháp dời ra thành Sài Gòn đó quý vị. Thì ông Võ Thiên Gia và đồng đạo cũng ra ngoại thăm. Thì nói chuyện một lát xong thì Đức Thầy mới dòm tất cả tín đồ mà ngài nói. Ngài nói á, này người tín đồ Phật giáo hảo của tôi, phải cần làm 5 điều này không thể thiếu. Đó, một là phải làm ăn, hai là phải lo cúng lại, ba là phải lo ăn chay giữ giới, bốn là phải lo niệm Phật, năm là phải lo làm lành. Năm điều này người tín đồ Phật giáo hảo không thể thiếu. Đó là trăm ngôn của thầy đã dạy như vậy. Thì bà con mình đã tu đó thì làm theo lời thầy đi, năm điều này, và coi trong sám giảng 4 cuốn và 5 cuốn là khuyến thiện luôn đó. Rồi những cái văn tản của thầy để trong là thi văn giáo lý toàn bộ đó, là quý vị làm đi, không bao giờ sai. Sẵn kệ kinh thầy đổ, tổ dẫn đường, cứ theo đó tu là trúng, không phải trật quý vị ơi. Thành ra quý vị cứ ráng đi, chứ tu là phải sửa.
sửa ác ra thiện, sửa lành, sửa đúng đắn, ngay thẳng chân thật. Chứ cái thời kỳ này đó, chữ tu không có như thoàn nước vô nghe quý vị. Lấy giang hùng mà dựng cơ đồ đâu bằng lấy chữ Nam Mô xây thành. Đó, bây giờ chia sẻ bà con đi phút sáu chữ Di Đà Lục Tự của ông sư giải đi. Đấy, mình niệm Phật mà không biết cái nghĩa của cái sáu chữ Nam Mô là Phật là cái nghĩa như thế nào thì mình làm cũng kết quả cũng ít nữa quý vị ơi. Biết cái nghĩa đó làm theo mới trúng. Đó, Đức Thầy nói tìm hiểu nghĩa làm theo mới đắc đạo. Đó, Đức Thầy cũng vậy đó. Bây giờ xin chia sẻ, bởi vì thời gian nó không có hạn, thành ra làm có gấp mau mau chút. À, giải nghĩa Lục Tự Di Đà của ngài sư giải Bán Khoai, mà Đức sư giải cũng có giải là Di Đà Lục Tự sáu câu, giải ra sao nghĩa sửa tâm tu hành, bấy lâu chẳng biết cho rành, nay thầy chỉ rõ lý chân đặng tường. Di Đà hãy niệm cho thường, đó là sao bao răng đêm vào lòng, tìm ra sao nghĩa cho thông, đặng bà xưa tánh trừ tâm nơi mình, nhớ ghi sao chữ cho mình, niệm thì tầm nghĩa đặng bà làm theo, trước trừ sao quỷ đùm đeo. Xin chia sẻ với quý vị chút xíu, sao quỷ đùm đeo đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó của mình đó quý vị. Sắc mắt xưa xem sắc đạp đẹp đó, đó mà thầy đã tỏ rồi mà quý vị coi sau đó là sáu quỷ đó. Sao trừ khử thất tình dân dương, thất tình đó là 6 với 7 là 13 đó. Đâu rồi? Cho tường niệm thầy diệt quả ở tâm vậy mà, thường thường tánh nóng của ta, hãy mau dục tắt lần mà bỏ đi, chữ mồ cũng ráng làm y, tâm không thanh tịnh đừng gây nợ trần. Xin chia sẻ với bà con một phút chỗ này, một cái câu này, để nói tâm không thanh tịnh thì là nhiều khi bà con mình nghe qua rồi nó cũng hơi nhiễu nhầm cái câu này. Tâm không thanh tịnh là cái tâm không đó, là cái tâm không hờn giận ghét thương yêu, không tham lam, không ích kỷ, không mê si, không giận hờn ai hết đó, đó là tâm không. Không để cái tâm của mình là dính vô một cái chuyện gì hung ác trên thế gian này đó, đó là tâm không. Rồi giữ cho thanh tịnh đó, mà đừng gây nợ trần. Nó đừng gây cái chuyện gì hơn thua cao thấp với thế gian này đó, đó là đừng gây nợ trần. Ráng mà trao sửa ân cần, tâm không của Phật có là quỷ ma. Tâm không là cái tâm trống lỏng, không hơn thua cao thấp, không giận hờn, đó là tâm không, là tâm thanh tịnh, đó là của Phật. Còn có tham sân si nhân ngã đủ thứ giận hờn, đó là tâm quỷ tâm ma. Đó, chia sẻ phật phất còn chút vậy thôi. Niệm thì tầm nghĩa cho ra, không gây không tạo, đó là chữ mô. Nam mô diệt quả hư vô, tâm phàm dứt bỏ theo lòng hoàng thiên. Chữ A phải giữ cho nguyên, khí tinh nơi thần giữ cho đủ đầy. Nghĩa đừng dâm dục tạo gây, đông con nhiều vợ hao mòn thân ta. Chữ gì phải niệm đó mà, ba báo tình khi với thần đừng hao. Muốn dình ba báo làm sao, ta bỏ hờn giận ghét ghen phải chừa. Ân cần tu luyện sớm trưa, chớ ham danh vị giàu nghèo lo chi. Nếu ai giữ đặng cho y, thì là khỏi bệnh trường sanh tới già. Ngon không? Đó. Nếu ai mà giữ đặng cho y là thì là khỏi bệnh trường sanh tới già. Lại thêm cái nghĩa chữ đà, tấm lòng sang suốt pha mê cõi trần. Ráng mà trao sửa ân cần, tâm phàm dứt bỏ độc sâu phải chừa. Ân cần dồi luyện sớm trưa, thì là đúng nghĩa, nghĩa không sai với lầm.
chữ Phật là tịnh cái tâm, hãy đem trí não mà tầm cho ra, đó là Phật chẳng có xa. Tâm cho bình tĩnh cõi tiên đặng về, niệm thì phải phá tâm mê, tâm đừng vọng quấy gìn lòng từ bi. Niệm thì cũng ráng làm y của thầy sư giải đặng mà làm theo. Niệm Phật chẳng luận nghèo giàu, chẳng tốn tiền bạc mà sao thanh nhàn. Niệm Phật chẳng tốn tiền ngàn, thì sao mới đặng tòa vàng an thân. Niệm Phật sớm tối ân cần, ngày đêm xuyên niệm khói trong luân hồi. Niệm Phật muôn việc điều thôi, chớ ham sự thế cực lòng khổ thân. Niệm Phật gặp hội long dân, ráng mà xuyên niệm có ngày siêu sanh. Niệm Phật đừng có đua tranh, theo đời dân vật hao mòn thân ta. Niệm Phật khói đọa yêu ma, khuyên trần ráng niệm nơi tâm cho thường. Niệm Phật khỏi đọa vấn vương, thường thường xét lỗi của ta hằng ngày. Niệm Phật nợ thế đừng gây, nợ trần ráng trả có ngày thảnh thơi. Trả rồi sao được vui chơi, hiệp cùng tiên Phật tớ thầy Âu Ca. Đó, nhiêu đó là dứt cái sáu chữ lục tự Di Đà của ông sư giải Bóng Khoai. Đó, mà ngài đã khuyên mình dạy mình là niệm Phật là bỏ đóng, bỏ giận, bỏ tham sân si, bỏ hờn giận, ganh ghét động sâu, phải chưa? Đó, còn đây xin đọc qua cái giảng xưa vài câu để quý vị nghe đây, để mà khiến sửa tâm tánh tu hành. Giảng xưa cũng nói: từ đây tu tỉnh hãy cần, bởi vì càng lúc càng gần chẳng xa. Tu hành việc quấy chừa ra, điều chân nên kiếm để mà làm xong. Hãy mau lóng sạch nơi lòng, chớ nên đeo đắm cõi trần làm chi. Và xin một khúc nữa là: việc hiếm có ráng bòn công đức, gặp đau màu ráng sức tu theo. Nghèo tiền bạc chớ đạo đức không nghèo, sẽ làm cho kiếp bọt bèo đăng tiên. Bao nhiêu nghiệp tiền khiên cho cố trả, mặc dù cho nhồi quá cách nào, vẫn vui lòng chịu không nao. Chỉ tu một kiếp bước vào đài sen. Đó, mà bây giờ xin chia sẻ với quý vị là lời giảng của Đức Thầy một khúc đi. Đức Thầy có dạy đó: phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Trốn hồng trần nhiều cánh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Đó, những người không tu hành mà hung ác phải bị chết như vậy đó quý vị ơi. Thầy và Phật và chư thần thấy cũng cứu mà cứu cũng không được. Đó, bởi vì không có duyên với Phật, không duyên với thần rồi, Phật thần cũng là cứu không được. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Rồi ngài còn nói thêm nè: khắp lệ thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng to hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý.
Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bốn đạo chúng sanh, Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành đang phân xử những người bội nghĩa. Trung giới hiếu ta nên trao trẻ, hiền giới lương bốn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư tướng xuống thời miền dương thế. Đau nhiều chứng vậy thì khó kể, kể từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi sung dung, người bao ác không toàn tánh mạng. Và xin chia sẻ với quý vị khúc này nữa thôi, là vậy được chưa? Là cũng cái sự mà khuyên bà con tu hành mà ngài nói, chớ để đến xui sình mất xác, lỗi công thành phi mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi, muốn tìm trở lại kiếp người khó thay. Làm người được là mai muôn thở, cũng là do xưa có nghiệp mà lành. Bây giờ nếu biết tu hành, tất là sẽ đặng trở thành Phật tiên. Rồi Đức Thầy cũng có dạy mình nè quý vị ơi. Đức Thầy cho mình biết nè. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đang trong chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đang tìm kiếm những người hiện đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đang có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhút nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Tứ đổ tường chớ có nhiễm vào, người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bông dách mang đều nhớ nhốt. Rồi ngày dạy mình thêm nó tránh mới đó mà ngày dạy mình tu hành thêm nữa quý vị. Ngài khuyến tấn mình như sao? Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh báo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu rõ đạo màu. Rồi ngài dạy thêm nữa nè. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tính tình ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Đó, kính thưa quý vị, nãy giờ chia sẻ đây cũng được vài chục phút. Bởi vì thời gian có hạn, bởi vì chú lên cũng chiều rồi. Thành ra mình chỉ chia sẻ một phút vài chục phút thôi. Rồi hẹn khi nào mình tu chú quảng đãi rồi mình chia sẻ lâu hơn. Nhưng trước khi dứt lời cũng thành tâm cầu chúc cho tất cả bà con đồng đạo nam nữ trẻ già trong nước và ngoài nước. Được là gia đình được bình an, mạnh khỏe, vui vẻ. Và chúc bà con được phát tâm tinh tấn tu hành để đến ngày đại hội Long Hoa, và bà con có mặt tại hội lợi hội Long Hoa. Và sau này hôm nay tôi nói qua giảng kinh của tổ của thầy được bao nhiêu công đức, tôi xin hồi hướng hết cho tất cả cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chung của chúng ta và tất cả chúng sanh trong cõi âm và trong mười cõi ngục. Cũng nhờ được phước đức này mà nhờ được Đức Phật từ bi cứu độ hết tất cả những vong linh được thoát chốn mê đồ, giáng sanh về miền cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.